Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng với quy mô hơn 10 hecta là nơi an nghỉ của hơn 1870 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Riêng tỉnh Thái Nguyên có 2, 3 người con ưu tú đang yên nghỉ tại đây. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ nằm tại điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, được coi là chiến trường ác liệt nhất. Tại đây, từ năm 1979 đến 1989, hàng nghìn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu với tinh thần một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này. Với lòng tôn kính biết ơn, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện sống chiến đấu, lao động, học tập xứng đáng với tấm gương sáng ngời và lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các anh hùng liệt sĩ nguyện mãi mãi đi theo con đường của đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng luôn đoàn kết thi đua lao động sản xuất xây dựng tỉnh thái nguyên và đất nước ngày càng phát triển